Cách đây 60 năm, ngày 28 tháng 5 năm 1964, Cục Liên lạc Đối ngoại được thành lập theo quyết định số 62 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 4 tháng 9 năm 1989, trước yêu cầu mở rộng quan hệ hợp tác với bạn bè quốc tế, Cục Liên lạc Đối ngoại được đổi tên thành Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng theo quyết định số 259 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, với chức năng là cơ quan đầu ngành về công tác tham mưu, quản lý hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động đối ngoại quân sự, quốc phòng trong quân đội, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Suốt chặng đường 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, phẩm chất cách mạng kiên trung của cán bộ Cục Đối ngoại luôn là một dòng chảy liên tục. 9 cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sự hy sinh quên mình ấy, cùng những nỗ lực cống hiến không ngừng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Cục Đối ngoại, đã viết nên truyền thống vẻ vang, trung thành, mưu lược, đoàn kết, chủ động, sáng tạo. Trong những năm qua, trước bối cảnh thế giới, khu vực, quan hệ quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, Cục Đối ngoại luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng, kiên định chính sách quốc phòng Việt Nam, bám sát sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếp tục gặt hái những thành tích đáng khích lệ, góp phần đưa hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng luôn giữ vững là một bộ phận quan trọng trong ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ quốc phòng song phương với trên 100 nước, trong đó có đầy đủ 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cùng với song phương, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đa phương cũng liên tục phát triển. Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực, tham gia hiệu quả vào các cơ chế diễn đàn hợp tác quân sự, quốc phòng, khu vực và toàn cầu. Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, ghi dấu ấn sâu đậm, góp phần thể hiện rõ hình ảnh Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Với những kết quả đã đạt được, Cục Đối ngoại vinh dự được trao tặng nhiều huân chương, phần thưởng cao quý. Đặc biệt, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, được Đảng, Nhà nước trao tặng năm 2019, là phần thưởng cao quý, vinh dự dành cho mọi thế hệ cán bộ, nhân viên Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng. Tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao huân chương quân công hạng nhất tặng Cục Đối ngoại. Nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc mà Cục Đối ngoại đạt được thời gian qua, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị Cục Đối ngoại cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại quốc phòng trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Tiếp tục chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng biện pháp hòa bình, tiếp tục tăng cường quan hệ, hợp tác quốc phòng theo phương châm chủ động, tích cực, linh hoạt, thực chất, hiệu quả, luôn kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, giữ vững độc lập, tự chủ trong quan hệ, hợp tác quốc phòng với phương châm tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả, kiên trì nhất quán thực hiện chính sách 4-0, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành và địa phương để triển khai đồng bộ các lĩnh vực hội nhập quốc tế theo đúng định hướng nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nhất là hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, củng cố khuôn khổ và cơ chế hợp tác, góp phần tạo dựng, khẳng định vị thế mới của đất nước, quân đội trên trường quốc tế.